Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện nay nhiều tổ chức hội đoàn thể đơn vị cá nhân trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân của tỉnh Hòa Bình. Theo ghi nhận tại điểm bán hàng của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh, trong vòng 3 ngày qua đã hỗ trợ tiêu thụ được trên 15 tấn nông sản, chủ yếu là rau, củ quả của bà con nông dân huyện Lạc Sơn với giá bán từ 3 đến 7 nghìn đồng 1 kg tùy loại. Đây là những nông sản được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp và có ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với một số doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương để xuất khẩu. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh cho biết, hiện nay Lạc Sơn đang còn tồn hơn 50 tấn nông sản cần được tiêu thụ và trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân huyện Lạc Sơn mở rộng các điểm bán hàng trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân.